Má giờ còn gắn mấy cái đồng hồ đó hả? Chưa giờ luôn. Linh được. Họ ra dí bên nè. Hôm nay có vài chàng ngự lâm đi lên Ma Thiên Lãnh, Tây Ninh mấy bạn. Mà đi xe lớn riết mệt rồi. Đây chuyển phôn qua đi xe nhỏ. Đúng ra hôm qua lấy con ít mọi rồi đi rồi cho anh khách anh mượn anh về anh có một chuyện đi Vũng Tàu cái để xe nhà luôn. Cuối cùng sáng nay lấy Mercedes đi. Mà không sao. Mercedes mình chạy được tới sĩ mốt luôn, có thể đu theo mấy anh inside được. Đây có ba anh em đây à, một cô em thợ của mình đi con Winner, chiếc Winner mà thấy hay đi chung tour, là con inside của 135 quân của nguồn que, mình đi Mercedes 125, đi vô rút mấy đồng quá đã, một thằng rút thôi, rồi lát nữa em chuyển lại cho anh đưa tiền mặt cho em. Thì anh ứng nhiêu tiền? Ứng nhiêu? 10 triệu đi. Công an đồ nữa. Chứ xe tao thì không chung nhiều. Xe mày chung có nhiều. Phát gạo, phát gạo. Nhiêu? Nè mà hay khổ rủ đi tour phải phát tiền cho đi tour đấy chứ chán phải liền thiệt mà mở miệng ra kêu rủ anh em ghé đâu sang hả? Ê đi đường quốc lộ đâm ra luôn hay là đi đường Trường Chinh đường nào gần hơn? Đổ xăng đi mấy bạn. Đầy bình 95 chú. Đầy bình. Đúng ra trời này đi mô tô mà mới đẹp rồi. À mát rượi luôn. Giờ là 7 giờ kém 5. Chắc lên tới chảnh lát lát cũng khoảng tầm 8 giờ. Mu. Anh một đời sắp phong một lần sau cưới cho anh thấy mặt chắc 8 giờ mấy lên tới chân bàn nữa rồi lại lên tới chân bàn như 50 cây á chạy còn chỉ đi.
ngược lại qua quốc lộ 3. Trời lần chết đó. Thằng Winner 65 cận, một thằng ẹp bô gió dĩa bỏ con bê xích của mình mất tiêu luôn rồi. Nên trai này lâu lâu nó dụ mình đi bê xích xong rồi nó lấy xe con tay ra nó giật mình thả mất tiêu hết. Anh em tốt lắm, họ sẽ ghi nhận. Chẳng bàn quẹo trái 3 km rồi dầu đi thẳng không quẹo là lỗ lụm là về xài lắm các bạn ơi. Sáng nay dắt em mình, nó dắt mình đi ăn bánh canh chẳng bàn nữa nè, ăn cho mấy món đó anh chơi hoài à, không món nào mà đặc sắc lạ lạ hết á. Wow. Tới luôn cô Tư ơi.
anh Nhân ơi, cái nhà đại gia nữ hậu chế L ra đằng sau luôn. Má chơi đồ vậy chứ. Đi thiệt chứ. Ở trong thành phố Tây Ninh cũng có đường Nguyễn Rớp. À đúng rồi. Thẳng bảnh luôn hả? Đúng rồi. Từ đây vô Ma Thiên Lãnh nhiêu xa nhăn? Mấy chục cây á. Bằng từ đây lên đó bà. Ma Thiên Lãnh nó cái bên đó bà mà. Ý là mấy chục cây, là mấy chục cây, 30 hay 20 hay là 15 cây? Trên 30. Khoảng 40. Đây hả? Có này hả? Hết luôn rồi kìa. Hết rồi. Còn đủ không? Hết rồi. Bán hơi chậm thôi. Bán hơi chậm. Nói bạn đừng buồn chứ. Nó nói dân chẳng bàn, nó tiếp khách nồng hậu lắm, lên nó cho ăn à. Này gọi là nước mắm gì? Nước mắm chưa ngọt. Bánh mì không. Rau, bánh chén hết phim. Này có cho gì hết nữa. Xe thì mới bán mà, nhưng mà đãi anh em rửa xe vậy là chết bài doanh nghiệp rồi. Chán ghê. Bánh chén hình luôn hả? Là sao? Cuốn bánh chén chấm mà. Bỏ lòng vô. Ăn giống như bánh chén thịt luộc cái gì. Trời ơi. Xin lỗi nhân. Nãy cô Tư đem cái dĩa thịt ra chậm quá. Có thịt nha các bạn, có thịt. Ăn từ từ thôi Quân, má ăn kém ăn ghê Quân. Lấy con bốn chén xăm đi cô Tư. Làm lấy mà để uống luôn á. Hồi dữ các bạn. Mài dao kéo, tám chém. Hồi quá dữ luôn không? Tiệm nước bắt phúc mãn đường. Tổ yến thiên nhiên. Quán cà phê Ngọc Sương nè. Quán cà phê này chiến lắm anh Tâm ơi. Đúng không? Trời ơi. Giống như vua chúa ở anh Tâm. Tao luôn kìa. Nói vô chưa đụng mà. Chưa ai mày. Đá đồ mày giờ vẫn mặt hả? Không thiệt. Dạ đứng im. Quán cà phê này hơi bị chiến luôn các bạn. Đây có cái hồ cá coi nè. Xe này hồi xưa là hơi bị hot luôn á nè. Đều giỡn. Trời ơi. Không, Hùng mà Hùng có mê mấy xe cổ giống vậy. Thấy không? Đây thiếu sai chi với lại ấy rồi, có Sport 110 nè. Su kích tăng. Đây là một gọi có chiếc mát nữa kìa, kêu Tâm xuống chạy giá.
chứ bán hàng một tiếng à. Trời ơi, nó bự. Trời bá lửa luôn. Em nói nó là mua B-Shift đi, có hai mấy triệu à. Mà ngồi tướng đẹp quá trời đúng không? Ít mắt anh làm ơi, ít mắt chi không biết. Cồng kềnh ghê. Mở yên lên fan quăng cái cục này vô ơi. Giờ mấy bạn hỏi mình đi đâu hả? Mình đi mua bánh tráng mấy bạn. Lên Gò Dầu đi mua bánh tráng về. Đi kiếm 100 lọ bánh tráng trong trường tiếp. Anh em ta đi tour là phải kiếm chỗ ăn, nhậu, đồ này nọ. Còn đây là kiếm ăn không à. Ăn đầu mùa cuối mùa luôn. Biết người ta nói luôn đó mà. Người ta nói tim của anh em mình sao đó nghe ăn đâu tới nhậu gì hết. Ai? Người ta nói. Người ta coi clip ta nói. Phải không? Nó nhà. Chủ lò heo luôn. Cái nhà nhỏ nhỏ là cái nhà từ thời khai thiên lập quốc á, thấy không? Đúng rồi. Là để yên luôn, đụng vô là nó phá phong thủy liền, thấy không? Nên là người ta phải để yên, đập cái là nó phá phong thủy liền. Rồi cái nhà xíu kìa. Không mà cây phục ở Long Tilet rồi nó cộng thêm một tảo nhân nó chạy thấy nó nhúng em không? Em. Dạ có một tảo nhân nữa nó vô đầm xe á. Đó, vô. Tư tất rồi quẹo vào lửa luôn rồi tắm lề lên chai coi chừng cứng cái bô của anh. Okay. Hay quá rồi, đã chống đi em trai, hay lắm, em làm tốt lắm. Trời ơi. Bỏ vàng ở ngoài. Quá trời quá đất. Bây cơ mà đi ăn về không là chết doanh nghiệp rồi. Trời ơi. Bánh tráng trộn lõi 20k. Combo của nó. Rồi hết phim. Giờ quanh về chỗ nãy mình ăn bò nướng xong rồi mình về Sài Gòn các bạn. Quay quay quay.
quá chịu quá đó. Ta có cái dây đàn với sao rồi đàn vô. Nhân ăn dữ nhân. Thôi 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 đừng có làm cho Hùng ăn nữa. Trời ơi nó ăn một mình nó ăn 3 miếng bò luôn rồi, anh Tâm ơi. Quá trời. Lên món luôn. Công ty này tối mình bán tới mấy giờ mình nghỉ không? Dạ quán bán 10 giờ là hết nhận khách rồi anh. Nó chừng rớt nè, nó chừng cái chân cái chân. Mình đang để cái này đụng cái vậy á, mình rớt. Bộ bom hầm rồi, xong mấy nó ra. Rồi 7 rồi ạ. 189 triệu. Mua là 7 mua lần mà tôi 7 chạy xuống rồi. Rồi 7 chạy. Cộng mà thịt của heo cho một con heo đó chỉ có 1 tới 2 kg chẳng dừng thôi. Đó, hiểu không? Con heo nó có 1 2 kg. Nói mày ăn ăn uống phải phân tích giống như nhân nè. Này là chẳng dừng nó nói Sài Gòn không có đâu. Mình nghe vậy thôi chứ nó dắt đi ăn mà mình có bao giờ mình ăn được đâu. Chẳng dừng là trong một con heo là chỉ có khoảng tầm 1 tí chẳng dừng thôi mày hiểu không? Nhưng mà tao không biết 5 phút nào. Còn này là ốc chân tiêu hả? Tỷ. Tỷ hả? Ốc, ốc, ốc. Ốc heo đúng không? Bò. Ốc bò. Chân tiêu với trứng. Mày phải nói là ốc bò chân tiêu, thấy không? Mày nói vậy khách hàng người ta không biết, người ta tưởng là con ốc. Dinh, dinh, dinh. Quay ra sao lấy cái chén rồi dinh. Đây nè. Quay thôi những người anh em thiện lành ơi. Giá đủ đầy bình xăng cái đó là về là đẹp rồi. Hứa với vợ là một giờ rồi, một giờ thì ở nhà. Xe bình thường là chiếc đẹp 135 zin mà một mình thằng kia là 85 kg là chạy không muốn nổi rồi. Chở thêm con heo dưới sao 107 kg hết cho phục luôn. Phục là Racing Boy nha mấy bạn. Tăng là hết cái lò xo luôn. Kinh thiệt. Bởi vì khi mấy anh em nhìn qua cam á, thấy cái tướng nó nhỏ thôi chứ ngoài nó bự lắm. Y như con hà mã trong sở thú vậy. Bự kinh điển luôn. 107 kg mà giỡn hoài. Rồi thôi, mấy anh em về. Bữa nào có clip đi tour thì mình hẹn gặp lại nữa nha. Bye bye, chào tạm biệt. Từ từ với Hùng. Lẹ đi, Hùng còn về nữa. Nắng quá trời, đó qua qua. Nó nhìn cái mi dân bên cơ thái đó bộ. Tại giờ rồi xong. Nó qua đó. Rồi đi. Nó tự lên này. Clip nữa, clip nữa. Tiếp. Tính ra đi mấy cái tour mà xe nhỏ thấy nó nhàn hơn xe lớn ha. Má đi không có bị. Dừng lại má mồ hôi ra như khác. Dọc má giờ mà thằng mà thêm rượu mới chiếc Tiga 300 nó hết bài ha. À, giờ mà mày mà chơi cái là kêu anh tao đánh mua là anh mua liền. Lên đường.